Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể nuôi được một cái con Godzilla cao 1000 mét. Và nếu xem video thấy hay á, đừng quên để lại cho mình một like nha. Còn bây giờ thì let's go. Các bạn đợi mình tí nha, mình đang đi toilet, đau bụng quá. Mình đang ngồi máy tính để nghiên cứu cách nuôi một cái con Godzilla cao 1000 mét là như thế nào. Mình đã biết cách rồi các bạn ơi, bây giờ mình đang xây nhà cho con Godzilla nè. Bước tiếp theo là mình sẽ đặt quả trứng của con Godzilla vào đây, thêm vài cây đuốc để cho ấm lên. Trứng nở rồi các bạn ơi, ra được một cái con Godzilla chưa tiến hóa. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha, để mau nó mau. Cái con thú cưng của mình đã to lên rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem con thú cưng này vào đây để tiếp tục tiến hóa. Wow, con thú cưng của mình đã tiến hóa rồi nè. Nó đang đánh con zombie để bảo vệ mình nè. Có một con Enderman đang muốn đánh mình. Không sao, thú cưng của mình nó sẽ tiêu diệt được con Enderman. Sau một đêm chiến đấu thì bây giờ nó đã tiến hóa lên một cấp mạnh hơn nữa các bạn. Con này khá là hung dữ nha, nó đang gầm mình nha. Và cuối cùng, cấp độ mạnh nhất của Godzilla đây rồi. Con Godzilla này cao cả ngàn mét đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy lại gần con Godzilla này xem như thế nào. Godzilla ơi, nhớ tao không nè? Buồn quá các bạn ơi, bây giờ con Godzilla nó không còn nhớ mình, nó còn cắn mình luôn mà.